xem cái video clip mình có Tiến nha. Thì hôm nay Tiến làm cái clip Tiến giới thiệu với tất cả mọi người những cái mẫu súng bắn đạn cao su cao cấp mà shop Tiến hiện tại là đang có luôn. Thì có anh em biết là trong cái mùa dịch vừa qua thì hàng hóa nó rất là khó khăn. Thì shop Tiến cũng có hàng để phục vụ cho anh em, nhưng mà chỉ có được một số mẫu hạn chế thôi. Còn lại thì anh em mình phải đặt và order mình, thì cái thời gian nó đi hàng rất là lâu á. Những anh em nào đặt bên shop Tiến thì biết đó. Thì nếu mà nhanh có chuyến tiền đường đi về nó dễ thì tầm khoảng 10 ngày, còn không thì có thể lâu hơn nữa. Mình cũng rất là cảm ơn những anh em đã order bên shop Tiến luôn, cũng tin tưởng và đợi shop Tiến về hàng. Tuy là có hơi lâu hơn bình thường nhưng mà shop Tiến vẫn phục vụ, vẫn có hàng để cung cấp cho tất cả anh em. Thì hôm nay shop Tiến nó về là hầu hết là gần đủ mẫu hết. Thì tình hình này xã hội nó cũng đã được đi lại, cũng gần thông thoáng rồi. Thì shop Tiến về để phục vụ tất cả mọi người luôn. Gần đủ mẫu tất cả những cái dòng súng bắn đạn cao su cao cấp bên shop Tiến luôn nha. Thì đầu tiên mình có con là Kimber M1911. Cái mẫu này là cái mẫu mạ chrome rất là đẹp luôn, mẫu Kimber M1911 nè. Mọi người nhìn xem rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy không, mẫu Kimber M1911 nha. Của bên shop Tiến về. Cái mẫu này lúc trước thì nhiều anh em cũng order Tiến lắm nè. Mẫu Kimber nè, xài thì nó ok. Kimber M1911, mẫu này nó đẹp xuất sắc luôn. Mọi người anh em mình liên hệ với Tiến theo số điện thoại ở trên nha, 0706 222 435. Gọi điện trực tiếp xin lỗi, gọi điện trực tiếp cho Tiến hoặc là nhắn tin Telegram nha. Tải cài đặt Telegram về nhắn tin với mình. Còn đây là cây 914, 914 của hãng Yozaki, 914 auto. Anh em thấy không, rất là đẹp luôn. Thì cái dòng Yozaki này là cái dòng nếu mà anh em nào mà chơi về hàng súng cao su thì quá quen thuộc với nó rồi. Cái mẫu này quá là ok, nó vừa không lớn không nhỏ, bằng 14 viên nha anh em. Cái dòng Yozaki này rất nhiều anh em mình lựa chọn luôn nè. Yozaki thì mình cũng có về cái mẫu Yozaki này, màu full đen rồi màu mạ chrome đó, đều có để cho anh em mình lựa chọn hết. Thì những cái hàng mà bên shop Tiến có sẵn thì rất là dễ nha. Anh em mình chỉ cần chuyển khoản tầm khoảng mấy ngày là Tiến gửi tới rồi, không phải đợi lâu gì hết. Không phải đợi như những cái hàng order đó. Rồi những cái mẫu mới này nè, là cái mẫu Blow C75. Nó cũng là cũ, không phải là mới thôi, nhưng mà shop Tiến thấy cảm thấy nó đẹp thì shop Tiến mới lấy về. Đổi mẫu cho anh em mình thích, muốn siêu tầm hay là mình lấy về chơi, lấy về siêu tầm nó đẹp á, thì có những cái mẫu mà độc lạ mới thì Tiến cũng sẵn Tiến về luôn. Anh em nào mà thích những cái mẫu đẹp độc lạ thì cũng có thể chọn cái mẫu Blow C75 này nha. Thì anh em xem video thì nhớ cái tên giúp mình nha, để khi anh em có gọi điện đặt hàng mình á thì nó dễ trao đổi hơn. C75 Blow. Thì hiện tại là shop Tiến xưa giờ là chỉ nhận chuyển khoản thôi nha. Chuyển khoản là Tiến gửi hàng, không có nhận code, cũng không có giao dịch trực tiếp nha. Đây là mẫu R2 nè. Nhớ cái mẫu R2 này, mình hôm trước mình có làm video mình đặt cho nó là cái khẩu súng dưỡng nhà, mắc cười lắm. Mẫu R2 thì anh em nào muốn xem lại cái video đó thì cũng có thể xem lại kênh của Tiến nha. Tiến nói cũng vui về cái mẫu R2 này đó. Cũng có rất nhiều anh em ngoài xã hội đặt Tiến cái mẫu R2 này luôn nha mọi người. Cái mẫu R2 này nó ok lắm. Rồi tại sao gọi nó là súng dưỡng nhà thì mọi người xem lại cái video hôm trước đó mình làm về cái con R2 này nha. Yozaki R2 bắn đạn 9 ly. Hôm trước cái mẫu R2 đã hết, phải nói là Tiến order cho khách cực kỳ khó khăn luôn mọi người ạ. Đấy, không phải Tiến nói xạo đâu, nếu mà cái anh khách mà anh đặt cây R2 này của Tiến nè, mà nếu xem cái video này của mình là biết, em phải anh order không có rồi Tiến phải trả ngược tiền lại cho anh, Tiến chuyển rồi Tiến phải xin lỗi, không có hàng cho anh, rồi sao lại kiếm được. Rồi nói chung là đủ thứ chuyện luôn. R2 này về được cũng rất là hiếm luôn đó nha. Thì
cái này cũng là mẫu Timber nhưng mà cái màu của nó là cái màu đen à, màu đen. Cái bán thì cũng bán gỗ như cái mẫu Kimber, cái màu mạ chrome thôi. Hai mẫu này giống nhau hết nên chỉ khác màu thôi. Thì có hai màu cho anh em mình lựa chọn luôn, thích màu trắng, màu mạ chrome hay là màu đen này cũng được nha. Màu này đen nó xám xám ở ngoài nhìn cũng đẹp lắm. Thì mình chưa có lau chùi vì gì kỹ hết mọi người, mình mới về ấy, còn vết dầu đỏ lon ố này lên dính ba cái dầu á, mình chút nữa mình lau lại là mới tinh. Đấy, hàng bên tí là hàng mới hết nha. Rồi đây là thêm một cái mẫu mà lâu rồi không về được, đây là mẫu Glock. Mà đặc biệt Glock chiếc này mình về được hai băng luôn nha mọi người. Anh em mình mua là được tặng hai băng luôn, mẫu Glock 19 nè. Rất là ok luôn nha. Rồi mình kết thúc video tại đây đi. Anh em mình xem thì nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi mình xin chào, xin tạm biệt tất cả mọi người.